Hồng Vân và Lê Tuấn Anh, tình đầu cũng là tình cuối. Từng trải qua những giây phút mặn nồng, nhưng họ đã đánh mất mối tình đầu thuở sinh viên chỉ bằng sự bồng bột. 10 năm sau, khi đã trải qua nhiều va vấp cuộc đời, cặp đôi nghệ sĩ ấy lại trở về bên nhau. Thời điểm ấy, Hồng Vân đã qua một lần đò, và dĩ nhiên Lê Tuấn Anh, hôn phu của chị, khi đó là diễn viên lận đận, đã phải chịu không ít điều tiếng dị nghị. Chỉ những người thân thiết hiểu rằng quyết định gắn bó với nhau của cặp đôi nổi tiếng là sự nối tiếp cho câu chuyện tình viết dở 10 năm trước. Duyên phận khó tránh. Khi còn là sinh viên trường cao đẳng nghệ thuật sân khấu, Hồng Vân đã nổi tiếng là cô gái có nhan sắc, thông minh, duyên dáng và hoạt ngôn. Lê Tuấn Anh cũng là một sinh viên nổi tiếng điển trai, tài năng của ngôi trường này lúc bấy giờ. Một lần, cả hai được trường mời diễn chung, minh họa cho bài hát Thiên Thai trong video clip của một nữ ca sĩ. Tuấn Anh đóng vai Tử Thức, còn Hồng Vân làm tiên nữ. Dù chị hơn anh 3 tuổi, nhưng mọi người đều công nhận họ rất đẹp đôi. Sau lần diễn chung, cả hai nhanh chóng phải lòng nhau. Tình yêu của họ nảy nở rất nhanh và trở thành một mối tình đẹp trong trường nghệ thuật sân khấu. Nhưng lúc tình cảm thắm thiết nhất, chị tình cờ gặp người yêu chở cô bạn gái khác trên đường. Dù chỉ là hiểu nhầm nhỏ, nhưng vốn là cô gái có cá tính mạnh mẽ và quyết đoán, Hồng Vân khi ấy kiên quyết không nghe lời giải thích của bạn trai, lập tức đòi chia tay. Những hờn dỗi trẻ con ấy khiến cả hai xa nhau một thời gian dài. Sau khi chia tay, Hồng Vân và Lê Tuấn Anh mỗi người rẽ sang một hướng khác của số phận. Chị kết hôn với một kiến trúc sư, còn anh có giai đoạn gắn bó với ca sĩ Phương Thảo, vợ nhạc sĩ Ngọc Lễ. Nhưng tình cảm không trọn vẹn, cuối cùng họ lại gặp nhau trên đường đời, ngồi lại trò chuyện về chặng đường đã qua và nhận ra mình chính là một nửa của người kia. Họ quyết định quay về bên nhau, hàn gắn và tìm kiếm hạnh phúc đã bỏ dở. Ngày họ quay trở lại với nhau, nhiều người tỏ ý không tin tưởng vào tình yêu này bởi Hồng Vân khi ấy đã qua một lần đò, lại mang theo đứa con thơ với người chồng trước. Có người còn ác ý khi cho rằng chàng diễn viên Lê Tuấn Anh muốn lợi dụng sự nâng đỡ của Hồng Vân để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi này đã chứng minh được điều ngược lại. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tự nhận mình là người may mắn vì có người chồng hết mực thương yêu và thông cảm với công việc của chị. Thậm chí từ một diễn viên điện ảnh đang ăn khách, Lê Tuấn Anh lui về hậu trường, chuyển sang làm kinh doanh một phần cũng vì thương vợ con. Dù Hồng Vân đã quen với tính cách của chồng, nhưng nhiều khi chị vẫn bất ngờ vì sự quan tâm chu đáo của anh. Thương vợ, chỉ có hai chữ ấy để diễn tả những hy sinh của anh ấy để tôi được làm nghề, được tôn vinh. 10 năm trước, giữa lúc tương lai điện ảnh mờ mịt thì sân khấu có ánh sáng le lói ở cuối con đường. Anh chấp nhận chọn giải pháp lùi về phía sau, âm thầm lặng lẽ lo mọi việc để tôi hoàn toàn chú tâm cho công việc, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tâm sự. Tôi nhớ những ngày đầu thành lập sân khấu kịch Phú Nhuận, tôi một thân một mình biết trông cậy vào ai ngoài anh ấy, người suốt bao nhiêu năm qua, lúc khó khăn nhất, lúc gian nan nhất là tôi nhớ đến. Ai cũng nói người như thế mới thật sự là chồng mình, còn lại chỉ là khoảnh khắc. Nỗ lực để vẹn đôi đường. Được biết đến là một doanh nhân, danh hài có tiếng của điện ảnh kịch trường Việt Nam, ít ai biết nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân còn là một doanh nhân, một nhà chính trị. Chị cùng lúc quản lý hai sân khấu kịch lớn Phú Nhuận và Super Bowl, vừa là phó chủ tịch hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, vừa là đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 2011-2016. Vai trò nào, nữ nghệ sĩ cũng chỉn chu và gặt hái được nhiều thành công. Nhưng điều khiến chị hài lòng hơn cả không phải sự nghiệp mà là mái ấm gia đình, bên người chồng trẻ và ba đứa con ngoan. Trong 12 giờ làm việc mỗi ngày, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thú nhận lúc nào cũng hướng tới chồng con. Công việc đòi hỏi phải thường xuyên ra ngoài, nhưng chị vẫn dành sự quan tâm chu đáo cho chồng con bằng những cuộc điện thoại đúng lúc. Nhà có đầy đủ đầu bếp, bảo mẫu, người giúp việc, nhưng chị vẫn luôn là người chọn cho chồng bộ quần áo trước khi ra khỏi nhà, lấy giùm anh cái máy quay phim, thường sai cho anh ly sinh tố, tự tay pha sữa cho con mỗi đêm và đích thân làm món trứng sốt và đậu chiên, món khoái khẩu của cả nhà. Chồng chị, diễn viên Lê Tuấn Anh cũng cảm nhận được điều đó. Anh cho biết, nghề đạo diễn của vợ tôi đòi hỏi phải luôn biết khơi gợi tài năng từ diễn viên trẻ và biến cái khổ cực trong lao động nghệ thuật thành điểm vui. Thường thì chọn nghề đạo diễn, người phụ nữ phải chấp nhận hy sinh nhiều cái riêng, nhất là chuyện bếp núc, chồng con, gia đình. Nhưng với Hồng Vân, cô ấy vẫn nỗ lực từng ngày để hoàn thành vai trò người phụ nữ của gia đình. Cũng như các cặp vợ chồng khác,
anh chị cũng không tránh khỏi những lúc tranh cãi, giận hờn, nhưng cả hai đều học cách nhường nhịn nhau, dẹp cái tôi cá nhân sang một bên để mau chóng làm hòa. Nghị sĩ nhân dân Hồng Vân bảo, nếu hai vợ chồng biết tôn trọng và thật sự yêu thương nhau, thì những bất đồng tự dưng sẽ trở nên bé nhỏ. Ở ngoài đời, tôi là người ít khi đùa, ở nhà cũng thế, nhưng không khí gia đình tôi lúc nào cũng vui vẻ, đó là do cách mọi người đối xử với nhau thôi. Nhà là nơi trốn đi về của tất cả các thành viên trong gia đình, nên phải là chỗ vui vẻ nhất, an toàn nhất, là nơi mà đi đâu và làm gì, nhưng khi về đó, mình được sống thật với mình nhất, chị chia sẻ. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé. Con chung, con riêng đều là con. Bận rộn với công việc, nhưng Hồng Vân vẫn luôn dành thời gian để chăm con, dạy con. Chị cũng luôn ý thức việc giúp con phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần để con có thể trưởng thành một cách toàn diện. Các con của chị đều có thiên hướng nghệ thuật từ nhỏ, nhưng chị chưa bao giờ áp đặt các con phải theo nghiệp của cha mẹ mà tôn trọng sở thích của các con. Thừa hưởng rất nhiều cái duyên với nghệ thuật là do người mẹ nổi tiếng nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tạo cơ hội. Cô con gái lớn với nickname Xí Ngầu, tên thật là Nguyễn Ngô Hoàng Châu, bước vào nghề diễn với lợi thế nhưng cũng đầy áp lực bởi cô phải vượt qua cái bóng quá lớn từ mẹ. Ngay từ bé, Xí Ngầu đã có cơ hội thử sức với các vai diễn trên sân khấu kịch, một phần vì mối quan hệ của mẹ, một phần vì năng khiếu bẩm sinh của con nhà nòi. Mở đầu bằng những vai diễn nhỏ trong những vở kịch cần đến diễn viên nhí. Ngoài việc sở hữu chiều cao 1m78 nổi bật, Xí Ngầu còn có khuôn mặt dễ thương, ăn hình. Xí Ngầu, dù đang là gương mặt trẻ ăn khách trên cả sân khấu kịch và điện ảnh, nhưng cô thích kinh doanh nên muốn đi du học. Hồng Vân cũng đồng ý cho con đi học ngành quản trị kinh doanh quốc tế thay vì nối nghiệp ánh đèn sân khấu của cha mẹ. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng chia sẻ tin vui, cô con gái đầu lòng chuẩn bị lên xe hoa cùng bạn trai yêu 6 năm. Cả Hồng Vân và Lê Tuấn Anh đều rất ủng hộ mối quan hệ này. Nói về tình cảm giữa Xí Ngầu và người cha thứ hai là Lê Tuấn Anh, Hồng Vân chia sẻ, anh Tuấn xem Xí Ngầu như người lớn và luôn tin tưởng con gái, hỏi ý kiến con gái rồi mới quyết định từ sửa chữa nhà cửa cho tới mua sắm nội thất. Thậm chí có khi đi mua sắm quần áo, bố còn hỏi con gái nhiều hơn cả mẹ. Xí Ngầu cũng rất thương ba, dù không phải là cha đẻ, nhưng tình cảm giữa hai bố con thật sự khăng khít. Cô con gái chăm chút cho ba từ những điều nhỏ nhặt nhất như gấp quần áo ở đâu, phân loại thế nào rồi chỉ cho ba. Khôi Nguyên là con trai thứ hai của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Cậu sinh năm 1997. Từ nhỏ cậu đã sang Mỹ du học với chị gái. Nhờ vậy nên chàng trai trẻ rèn được tính tự lập từ sớm. Dù không chung dòng máu, nhưng Khôi Nguyên và chị gái đầu đều xem bố Lê Tuấn Anh là thần tượng. Nếu con gái đầu của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thích kinh doanh, thì Khôi Nguyên lại có máu nghệ thuật chảy trong cơ thể. Khi còn nhỏ, cậu và các bạn đã thành lập nhóm nhạc để biểu diễn trong những sự kiện của trường. Lớn lên, dù chưa chọn theo đuổi nghiệp ca sĩ một cách nghiêm túc, nhưng Khôi Nguyên thường xuyên tung ra những bản cover cực đỉnh. Cô con gái út trong gia đình được nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đặt biệt danh Bí Ngô, tên thật là Lê Ngô Bảo Châu. Mặc dù đang học lớp 5, nhưng em rất tích cực theo mẹ tham gia các hoạt động nghệ thuật. Trong show truyền hình Hát Cùng Mẹ Yêu, bé Bí Ngô đã xuất hiện để hỗ trợ mẹ và anh trai. Bí Ngô diện áo dài cách tân và vấn tóc điệu đà, xinh như thiếu nữ. Cô bé cũng rất bạo dạn và tự tin khi trình diễn cùng mẹ và anh trai. Nói về chuyện con chung con riêng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ, cho đến bây giờ Bí Ngô vẫn không biết về sự thật mình và hai anh chị cùng mẹ khác cha. Cô con gái út vẫn ngây thơ lắm, không quan tâm gì tới báo chí hết, nên tôi không muốn nói ra sự thật này cho con biết. Tôi định sau này sẽ có lúc ngồi chia sẻ với con, nhưng thực sự không dám nghĩ tới ngày đó vì không biết con sẽ phản ứng thế nào. Bí Ngô là đứa trẻ rất dễ xúc động, chỉ cần nhắc tới chiến tranh hay chia ly, bạo lực là lại bật khóc, nên tôi nghĩ khi con trưởng thành sẽ là lúc thích hợp, còn nếu bây giờ con hỏi, tôi cũng không biết trả lời thế nào. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!